Alo ạ, em chào anh ạ. Em tên là Như, gửi đến từ công ty tài chính SLV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đó ạ. Cho nên là hôm trước bên công ty em có nhận được tin nhắn phản hồi của anh qua tổng đài 5566 là có nhu cầu muốn vay vốn tiền mặt ạ. Cho nên hôm nay em gửi đến để chúc mừng anh đã là khách hàng uy tín nhận được chương trình ưu đãi bên em. Em có thể xin ít phút của mình để tư vấn rõ hơn về chương trình này không ạ? Anh có thể cho em xin tên của mình để tiện xưng hô trong quá trình trao đổi được không ạ? Anh Nguyễn Nhân Vương chị. Dạ, Nguyễn Văn gì đó? Dương Dương. À dạ Nguyễn Văn Dương. À anh Dương năm anh Dương sinh năm bao nhiêu vậy anh Dương? Dạ 1995. À dạ 1995 ha. Dạ rồi, à, hiện tại thì bên em đang có chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng may mắn nhận được tin nhắn từ công ty. Đối với thuê bao của anh Dương thì công ty em có gói vay cho mình là từ 10 cho đến 40 triệu. Thời gian vay là từ 12 cho đến 24 tháng. Để tiện cho việc tư vấn khoản vay và phù hợp và ưu đãi nhất cho mình đó, thì anh có thể cho em xin thêm ít thông tin được không ạ? Chị cần thông tin gì chị? À dạ, anh Dương cho em hỏi là hiện tại là mình đang sinh sống ở đâu vậy anh Dương? Dạ em ở cho sinh sống ở Hòn Đất Kiên Giang chị. À dạ Hòn Đất Kiên Giang ạ. Dạ. À dạ anh Dương cho em hỏi là hiện tại là mình đang làm công việc gì vậy? Dạ em làm hồ. À dạ làm hồ. À, cái này là mình đi theo công trình hay là mình làm ở quê vậy anh? Dạ em đi xem công trình chị. À vậy 1 tháng của mình là thu nhập của mình là bao nhiêu vậy anh? Dạ khoan đợi tí xíu rồi chị. À dạ. Dạ Chưa. tâm dạ tâm mấy giờ em gọi lại được cho anh nhỉ? Alo. À dạ tâm mấy giờ em gọi lại được cho anh nhỉ? Dạ hiện tại giờ cũng nói chuyện cũng được chị, tại anh cũng mới đưa ông già đi khám bệnh thì không có gì Dạ. chị cứ nói đi. À dạ. À dạ anh Dương cho em hỏi thu nhập của mình 1 tháng là bao nhiêu vậy anh? Dạ em là thu nhập hàng tháng là 12 13 triệu À dạ rồi 12 triệu anh nha. vậy. À dạ. Dạ rồi không biết là anh Dương muốn vay ở bên công ty em bao nhiêu ạ? Chị em hỏi vậy chứ là mình vay 30 triệu cả 24 tháng hồi tháng là nghe chị. Dạ 30 triệu trong vòng 24 tháng đúng không ạ? Dạ. À dạ rồi. À, anh chờ em một tí để em tính ra cái số tiền cho mình nha. À dạ rồi. À, anh vay bên em 30 triệu trong vòng 24 tháng. Mỗi tháng anh đóng cho bên em là 2 triệu 109 ngàn. Trong đó đã bao gồm tiền gốc, tiền lãi, 7,5% phí bảo hiểm và 12.000 đồng phí thu hộ ạ. À. Anh có đồng ý với khoản vay này không anh? Là 20 30 triệu là 24 tháng đúng không chị? Dạ, đúng rồi anh. Dạ. Còn còn ví dụ mà ví dụ mà em vay mà 24 tháng mà em đóng mới 10 tháng là em có tiền là em trả tất cái hồ sơ em gửi hợp đồng đó rồi cái phí đó là mình có đóng còn đóng lãi không chị hả, là chỉ là đóng tiền gốc Dạ thôi chị? không anh. À, sau khi mà anh có được đủ điều kiện để anh thanh lý hợp đồng thì anh chỉ cần đóng hoàn tất cho bên em là toàn bộ cái số tiền còn lại anh toàn bộ số tiền gốc còn lại anh phải đóng và 5% ở phí thanh lý trước hợp đồng thôi ạ. 5% đó chị, Dạ đúng rồi anh. là cái tiền thanh lý hợp đồng đó ha. Dạ đúng rồi ạ. Được. À, dạ không biết là À anh bây có giờ đồng là ý với khoản vay này không ạ? còn nếu anh muốn trả 18 tháng luôn được không chị, Dạ vẫn kiểu được cái ha. khả năng nó đậu không chị, Dạ vẫn đáp được đậu không? anh nha. À, dạ 30 triệu trong vòng 18 tháng thì mỗi tháng anh đóng cho bên em là 2 triệu 543 ngàn. Trong đó đã bao gồm tiền 2 gốc. triệu 543 Đúng ngàn. rồi. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Dạ. Rồi rồi. Dạ anh có Rồi chị anh cứ đồng nói tiếp đi chị. Dạ anh đồng ý với khoảng 30 triệu trong vòng 14 tháng hay là ở 18 tháng hay là 30 triệu trong vòng 24 tháng ạ? À? Dạ 24 tháng đi chị. Dạ 24 tháng nha. Dạ rồi, em lặp Rồi. lại cho mình nè. Anh vay bên em 30 triệu trong vòng 24 tháng. Mỗi tháng anh đóng cho bên em là 2 triệu 109 ngàn. Trong đó đã bao gồm tiền gốc, tiền lãi,
7,5% phí bảo hiểm và 12.000 đồng phí thu hộ ạ. Dạ rồi. 109.000 chị. Dạ đúng rồi. Anh đồng ý với khoản vay này nha. Vậy em tư vấn cho anh về cái hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ của mình nha. Anh vui lòng chuẩn bị giúp em là hai số thuê bao, biết rõ các thông tin của mình như là nơi ở, công việc, thu nhập và về khoản vay của mình. Anh lưu ý là hai số thuê bao này rất quan trọng trong quá trình duyệt khoản vay của mình. Ở bên cạnh đó thì anh chuẩn bị thêm giúp em là một tấm hình 3x4, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu gốc ạ. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu gốc với hình 3x4. Dạ đúng rồi anh. Mình có gặp khó khăn gì trong quá trình chuẩn bị giấy tờ không ạ? Dạ không chị. Dạ, vậy thôi. Mà dạ. Từ nào mình mới mới được chị, mới nạp được chưa? Không biết là anh rảnh trong khoảng thời gian nào để em nhờ các bạn nhân viên bên em xuống nhận hồ sơ của mình ạ? Trong bữa nay cũng được, khoảng chừng 2-3 ngày tới này em rảnh, tại vì em mới về có công việc nhà đó. Và em đi công viện thôi chứ còn tuần sau thì em không rảnh. Là trong tuần này là anh rảnh đúng không ạ? Dạ, khoảng chừng 3 ngày nữa đổ lại là em rảnh. Vậy là anh lưu ý giúp em một lần nữa là bên em thủ tục từ lúc mà làm hồ sơ tới lúc nhận tiền đó là hoàn toàn miễn phí anh nha. Nếu mà có nhân viên nào đó yêu cầu anh đưa thêm tiền phí hồ sơ hay gì đó thì anh tuyệt đối không đưa, và liên hệ lại cho em qua số cá nhân của em. Ở sau cuộc gọi này em sẽ gửi tin nhắn cho anh bằng số cá nhân của em, có vấn đề gì thì anh cứ liên hệ lại cho em nha. Dạ, vậy để em sẽ chuyển cái hồ sơ của anh qua cho các bạn nhân viên để bạn ấy sẽ liên hệ với anh lấy hồ sơ nha. Có gì chị gửi cái số cá nhân của chị qua đi rồi có gì em điện lại. Anh Dương, anh cho em hỏi là không biết là anh có cái tài khoản ngân hàng nào không ạ? Tài khoản thẻ gì? Dạ đúng rồi anh. Dạ không. Vậy em nếu mà hồ sơ của mình được duyệt thì em sẽ chuyển qua bưu điện cho anh nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Chúc anh ngày mới tốt lành ạ. Dạ em chào anh ạ.